Nội dung video các nhà sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày tỷ lệ thất nghiệp Mỹ xuống thấp nhất trong 50 năm. Facebook cấm một số người sử dụng vì bị cho là nguy hiểm. Và 20 ký bạch phiến vô tình được gửi đến nhà một cụ một ông bà cụ người Úc. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 5 2019, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã công bố cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ xuống còn 3.6%, thấp nhất trong 50 năm qua. Ngoài ra trong tháng 4 vừa qua nước Mỹ cũng có thêm 263.000 việc làm Một con số cao khá cao so với con số dự trù trước đó của các nhà kinh tế là người ta dự đoán Chỉ có thêm 181.000 việc làm mà thôi Như vậy là con số này tăng hơn con số dự đoán là khoảng 80.000 việc làm Về mức tỷ lệ, về mức tăng lương thì Bộ Lao động cũng cho biết mức tăng lương trung bình là 3.2% so với năm ngoái và tất cả con số này cho thấy là nền kinh tế của Mỹ đang rất là mạnh mẽ uh, ngược với các dự đoán của các kinh tế gia là họ cho rằng có thể là bị chậm lại. Uh, đó là cái những thông tin rất quan trọng liên quan đến cái uh, thị trường của Mỹ. Và như vậy nếu mà tính ra cái mức uh, bộ bộ lao động cũng cho biết cái mức mà thất nghiệp 3.6% thực ra là có thể còn thấp hơn nữa bởi vì một số người thay vì đi tìm việc làm họ ngưng họ không đi tìm việc làm nữa cho nên họ thêm vào cái số thất nghiệp này nó tăng chứ thực sự ra việc làm của Mỹ bây giờ vẫn đang thiếu người có nghĩa là vẫn đang cần người đi làm nhưng mà những người này thay vì đi làm thì mức lương họ có thể thấp hơn cho nên họ thà ăn tiền thất nghiệp nó cao hơn cái mức lương mà họ đi làm bởi vì có thể trước đó họ làm mức lương khá cao bây giờ họ bị sa thải hoặc là bị lây ốp bị bị um, coi như cho nghỉ thì họ không đi tìm việc làm nữa mà là họ ăn tiền thất nghiệp Thành ra đây là con số này là con số 3.6% là dựa trên những người đang ăn tiền thất nghiệp. Cái này nó cũng làm cho một số nhà làm chính sách cũng lo ngại là bởi vì như vậy là nền kinh tế Mỹ nó mạnh như thế thì có thể thu hút thêm lao động. Mà bây giờ lao động không đi làm thì nó thiếu người thì có thể gia tăng cái chuyện mà những cư dân bất hợp pháp họ sẽ tiếp tục tràn vào biên giới của Hoa Kỳ để mà tìm việc làm. Bởi việc làm đang cần họ. Ngày hôm qua thứ năm mùng 2 tháng 5 thì công ty mạng xã hội Facebook đã đưa ra một quyết định rất quan trọng đó là họ cấm một số người sử dụng Facebook của họ mà những người này họ cho rằng là những nhân vật hoạt động những nhà hoạt động thường xuyên đưa ra những đe dọa kích động người khác gây bất ổn xã hội đưa ra những lời lẽ kỳ thị chủng tộc kỳ thị tôn giáo kỳ thị màu da thì trong số những người này là những người mà ai cũng biết là những người nổi tiếng là chuyên môn đi ở gọi là diễn thuyết hoặc là làm trong ngành truyền thông tự do Đó là họ có đài phát thanh hoặc đài truyền hình vân vân thì đó là thứ nhất là ông Louis Farrakhan lãnh đạo tổ chức Nation of Islam nổi tiếng với những bài phát biểu bài do thái người thứ nhì là ông Alex Jones phát thanh viên bảo thủ chuyên đưa ra các thuyết âm mưu kích động bạo động mà không có bằng chứng hồi tháng 8 năm 2018 đài phát thanh truyền hình Infowars của ông Jones đã bị Facebook cấm rồi nhưng mà vẫn còn xuất hiện trên trang mạng Instagram cũng do Facebook làm chủ thì hôm thứ năm vừa rồi là ông John và Infowars bắt đầu bị cấm sử dụng Instagram luôn ngoài hai người nêu trên facebook cũng có một số người một số những người khác hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cánh hấu như bà laura lumer ông milo và ông paul joseph watson ông milo là cái người nổi tiếng đi nói ở các trường đại học và thường bị cấm bởi vì ông chuyên đưa ra những cái uh, phát biểu mà kỳ thị chủng tộc ngoài ra ông paul nihon Paul, paul nihon, một người có quan điểm chống do Thái, từng ứng cử Hạ viện Mỹ, không thành công hai lần vào năm 2016 và 2018 cũng bị Facebook cấm lần này. Thì trong một thông cáo báo chí đưa ra thì Facebook có biết chúng tôi luôn cấm các cá nhân hoặc tổ chức quảng bá hoặc xúi dục bạo động và thù ghét cho dù lý tưởng của họ là gì. Tiến trình đánh giá sự vi phạm của các cá nhân này rất lâu dài và đó là điều làm cho chúng tôi đưa ra quyết định xóa các tài khoản của họ ngày hôm nay. Đó là uh, cái cái thông báo của Facebook liên quan đến những cá nhân này. Uh, ở bên Úc có một chuyện lạ đời là cụ ông, cụ bà một, cái là hai vợ chồng sống ở ngoại ô Melbourne một buổi sáng tự nhiên có một cái bưu phẩm gửi đến họ họ không biết gì hết mở ra thấy toàn bạch phiến nặng 20 kg trị giá thị trường là 7 triệu đô la tức là khoảng 10 triệu đô la úc ông hỏi bà bà có order không không tôi làm gì chai thế cỡ này thế ông có muốn bán gì không bảo, không không luôn hai người coi lại mới thấy ra cái địa chỉ đó của ai đó không biết gửi thế họ gọi cảnh sát cảnh sát đến nơi thì họ đếm thì đúng là hai kg Phúc Phiện ở Bạch Phiến. Thế là từ cái địa chỉ đó họ đến nhà một người đàn ông 21 tuổi gần đó ở cái thao gọi là Bundura bắt canh này, khám nhà anh này lại thấy có thêm một bịch khác 20 kg nữa, tổng cộng là 40 kg Bạch Phiến. Người này tên là Diêu Linh Ma. Họ Ma thì chắc là họ người Hoa, không biết là xuất phát từ đâu. Và hôm thứ năm vừa rồi, cái ông Ma này đã bị đưa ra tòa và bị truy tố tội là buôn thuốc uh, cấm vượt qua biên giới của uh, úc đại lợi thì đó là cái, những cái tin đáng ký trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới